Chân Hello xin kính chào bà con nhé. Trong video này thì Tuấn tiếp tục là chia sẻ với bà con cái men tiêu hóa cho con tuần hương. Thì như video trước các Tuấn có chia sẻ đó, khi mà chúng ta cho ăn các loại thức ăn mà nhiều mỡ đó thì chúng ta nên sử dụng cái men tiêu hóa để hỗ trợ cho con tuần hương nó tiêu hóa tốt nha. Thế và đây sau này thì bà con cùng theo dõi cái video này để biết được cái cách chúng ta cho con tuần hương ăn khi mà thức ăn nó nhiều đạm này, nhiều mỡ. Đây và hôm nay thì thức ăn cho con tròn hương đó, gồm có những thứ sau đây. Thứ nhất là ruột non đó. Cái thứ hai nữa đó là đầu gà, cổ gà này. Và cái thứ ba nữa đó là phổi heo đó. Thì nhiều bà con nói hôm rồi Tuấn có chia sẻ với bà con về cái cho con rắn gì đi voi cho tròn hương ăn đó. Nhiều bà con nói là cái này thức ăn cao cấp quá, thức ăn của người chứ không phải là của tròn đâu đó. Thì men tiêu hóa này ở đây á, là Tuấn mua 20 kg đầu gà đấy, gồm có cả xương ức gà nữa. Đây xương ức gà đây là Tuấn sẽ trộn vào đây là 3 muỗng men tiêu hóa nha. Rồi sau đó là sẽ trộn đều đây. Rồi mà con lưu ý là khi mà chúng ta trộn men tiêu hóa này á, là phải để cái lúc mà thức ăn nó nguội nhé. Có nghĩa là khi mà chúng ta luộc lên rồi đó thì chúng ta phải để cho nó thật nguội để cái men vi sinh này á, là nó gần như là cái, nhiều khi nó có những cái loại men men sống mà chúng ta thức ăn chúng ta vừa nấu lên mà chúng ta trộn ngay á, thì nó làm con lợi khuẩn á, nó bị chết. Cho nên là tùy theo từng men nha, nó có men tiêu hóa này, rồi men vi sinh này đó. Rồi men lợi khuẩn này, nó có nhiều loại khác nhau. Đây thì đó thì Tuấn đã chọn lên rồi. Rồi kể cả là cái xương gà cũng vậy, xương gà chúng ta cũng nên chọn vào, chọn men vào. Đó. Chúng ta chọn xong rồi chúng ta để khoảng 3 phút cho nó ngấm. Đó. À, cái xương này vẫn không chặt, đây là cái xương ức gà nhưng mà còn cái này thì nó rất là nhiều sụn này đó, thì sẽ cho tròn lớn ăn cho nên là cũng sẽ không chặt ra, đặc biệt là đối với tròn mà đang trong cái giai đoạn mà lớn từ 3 tháng đến 5-6 tháng thì chúng ta nên cho ăn như này thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Thức ăn đấy thì chúng ta sẽ nhìn cái giai đoạn của con tròn phát triển mà chúng ta cho ăn nhé. Ví dụ như thế này này, những cái con đang độ tuổi lớn từ 3 tháng đến 6 tháng thì những loại thức ăn như này chúng ta nên cho ăn thường xuyên đó. Còn đối với tròn lớn, tròn trưởng thành, đặc biệt là tròn nhảy này, hoặc là những cái con mà thân hình nó đã phồng phao rồi đó, thì chúng ta nên điều chỉnh cái thức ăn mỡ này lại đó. Còn những con nào mà ốm gầy thì chúng ta nên sử dụng cái này một thời gian đó. Còn lại thì trồn đang mang bầu này hoặc là trồn được nhảy ấy, thì chúng ta nên cho ăn cá sống nhiều hơn, nó sẽ tốt hơn cho trồn ăn nha. Đây là cho ăn xương nước gà trước này. Đây xương nước gà thì nó rất là nhiều sụn nhé, xương nó cũng mềm thì như vậy chúng ta cho ăn nó sẽ nhai được hết chứ không có bị thương cái gì cả. Khi mà chúng ta đưa đồ ăn đến chuồng á, nó nhào nhào lên nó đòi ăn như vậy thì chúng ta thấy mình nó sẽ ăn một cách dứt khoát và sẽ háu ăn, con nào cũng đòi ăn như vậy thì nó ăn nhanh, để tránh trường hợp mà chúng ta cho ăn mà nó ăn thức ăn không hết để lâu thì nó sẽ nhanh bị biến chất, như vậy thì sẽ không tốt cho cái hệ tiêu hóa. Nói chung là khi cho ăn xong khoảng 3 tiếng sau là chúng ta đi một vòng chuồng xem ngăn nào mà nó ăn hết thì thôi, còn nếu mà nó ăn mà còn dư đấy thì chúng ta nên vắt ra ngoài để tránh hiện tượng là nó lên men chua rồi để lâu đó. Ăn khi nó đói thì cho nó lại tiếp tục ăn như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa của nó nha. Đó. Nói chung là
xương ướp gà này thì nó mềm nên là con trộn rất là khoái. Đối với trộn mà đang ở độ tuổi lớn có nghĩa là nó từ khoảng 3 tháng đến 6 tháng, cái giai đoạn này là cái chế độ dinh dưỡng này rất là quan trọng để giúp cho con trộn hương nó bứt phá về cái tốc độ lớn. Chứ còn nhiều khi mà chúng ta cho ăn chế độ dinh dưỡng nghèo nàn, ăn ít quá thì như vậy nó cũng sẽ khó để mà nó phát triển. Khi mà nó đã chậm lớn là rồi cuối cùng tốc độ của nó sẽ chậm đi rất là nhiều, ảnh hưởng đến cả về vóc dáng, thể chất. Nói chung khi mà chúng ta nuôi trộn này thì một ngày chúng ta chỉ cần dành ra khoảng 3 tiếng đồng hồ buổi sáng pha ăn rồi dọn dẹp vệ sinh, đến buổi chiều chúng ta cho ăn một cữ nữa. Một ngày chúng ta có thể là dọn vệ sinh một lần nếu trường hợp bà con có cái hệ thống phân chuồng, dọn dẹp chuồng tốt thì nói chung là chúng ta có thể là một ngày chúng ta hai lần vệ sinh buổi sáng và buổi chiều, như vậy thì nó rất là sạch sẽ. Bản chất con trộn thì nó cũng phân của nó, chất thải của nó cũng không có nặng mùi, nhưng mà khi mà chúng ta dọn dẹp như vậy thì có nghĩa là những cái thức ăn thừa nó sẽ không có cái cơ hội để mà nó gây chua lên men chua, hoặc là không có cơ hội để mà phát mùi giúp tạo điều kiện cho cái con ruồi con nhặng nó đến. Ruồi nhặng đến là cũng là một cái nguyên nhân nó phát tán cái virus, cái mầm bệnh từ cái nơi khác, từ bên ngoài vào cái trại của mình. Đó. Thì cái khẩu phần ăn tùy thuộc theo cái thể trạng của con nhé. Chúng ta thấy con nào mà nó gầy ốm thì chúng ta có thể được cho ăn nhiều hơn chút. Còn bình thường những con nào mập thì chúng ta nên cho ít thôi. Đó. Chứ không phải là con nào cũng đều cái số lượng thức ăn giống nhau là nó không đúng. Thì cả là những cái con tròn tròn thối cũng vậy, khi mà nó ở chế độ như là standby có nghĩa là nó không có phối thì cái nguồn thức ăn ấy, đầu vào chúng ta cũng cần phải kiểm soát đó. Đó. Đây là những cái con tròn đang ở độ tuổi lớn cho nên là cần phải có một cái chế độ dinh dưỡng cao. Khi mà nó đủ dinh dưỡng nó sẽ phát triển rất là nhanh và đạt đến cái số ký tối đa trong một thời gian nhất định. Ví dụ như là trộn bản chất của nó nặng khoảng 3-4 ký chẳng hạn, thì một thời gian khoảng 3-4 tháng là có thể là nó sẽ bứt phá lên. Đó. Thì cái men tiêu hóa trên thị trường nó rất là nhiều loại khác nhau. Bà con có thể là mua theo từng cái nhãn hàng và chúng ta sử dụng theo cái chỉ định trên bao bì sản phẩm, theo cái trọng lượng cơ thể của từng con đó mà chúng ta sử dụng. Chứ nhiều khi ví dụ như mà chia sẻ lên bà con cứ bán là cho tôi cái nhãn hiệu đó, nhưng mà ví dụ như là ở tỉnh đó, bà con người ta lại không bán cái loại đấy thì chúng ta lại khó. Nhưng mà ví dụ có những cái loại cùng công năng như vậy thì chúng ta cứ mua thôi. Thì đây là để mà giúp cho lợi khuẩn con trộn hương tốt thì nó có men tiêu hóa này, lợi khuẩn này. Đó. Thì trong men tiêu hóa thì nó có men sống. Thì cách sử dụng như nào chúng ta thấy là nó có mỗi một cái con nó có con mỗi một cái loại men nó có cái công dụng khác nhau. Ví dụ như là men sống thì chúng ta phải trộn khi mà thức ăn nó còn nó đã ở chế độ là không có nóng đó, thì lợi khuẩn nó mới sống được. Rồi khó mở. Còn đây nó không ăn nữa. Cứ gầm rồi đòi ăn. Ở đây thì sở dĩ mà vẫn làm trồng tầng là bởi vì tiết kiệm cái diện tích. Mỗi bà con ở vườn thì vườn rộng chúng ta có thể tận dụng dưới rạch dưới liếp, dưới tán cây để chúng ta làm chuồng.
thì nó vừa là trồng cây ăn trái mà chúng ta vừa nuôi cái con này được, hoặc là trên mặt nước á, để chúng ta có thể là tận dụng thả cá cũng được. Còn ở đây diện tích nó nhỏ, trước đây tính đất thì cứ diện tích nó khoảng 200 mét vuông, thì khi mình phát triển một cái trang trại lớn thì nó sẽ có nhiều cái nhược điểm hơn, cho nên là phải cùng một cái diện tích như vậy thì muốn tăng cái công năng của nó lên thì phải làm chuồng tầng. Chuồng này vẫn làm 4 tầng. Công năng của chỗ này thì có 100 mét vuông thôi, có nghĩa tổng diện tích thì tất nhiên là nó là 200, thế nhưng mà diện tích của trang trại này thì nó có 100, thì đây chúng tôi thiết kế được 200 ô chuồng. Còn những nơi khác nữa thì như vậy là nuôi con này nói chung là không có tốn diện tích nhiều. Nên một số bà con ở phía Bắc thì nói là, khi mà Tuấn chia sẻ về cái phổi heo đó, bà con nói là ở ngoài Bắc thì mua phổi heo khó, thì thường người ta mua người ta bán theo bộ. Nên thì ở đây nói chung là trong miền Nam thì cái phổi heo đó nói chung là nó rất là rẻ, ít người sử dụng đa số này, để làm dùng làm thực phẩm cho vật nuôi. Thế cho nên là Tuấn mua nó cũng dễ, cũng nhiều. Một ký thì 10 ngàn. Một ký phổi heo như vậy nói chung là cũng về luộc lên thì cũng cho được khoảng 5 đến 7 con. Thì tính ra thì chi phí nó rất là rẻ, không có cao. Chúng ta có thể tận dụng và nuôi con chồn được, cho nó ăn thoải mái. Phổi heo nói chung là nó không có gây mỡ, nó bổ sung rất là nhiều đạm. Cho nên là cứ cách khoảng 2 hoặc 3 ngày thì có thể mua cho nó ăn một lần. Đó. Rồi thì cái video này thì xin được kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau. Và bà con nhớ đăng ký kênh Chuyện Đàn Ông để theo dõi các cái video mới nhất về chăn nuôi con chuồn hương nha. Chúc bà con sức khỏe.